Hỏi như trong Bát Nhã Ba La Mật, mỗi phẩm đều nói năm uẩn, 10 lực, 4 không sợ, 18 pháp bất cộng, đều không. Vậy làm sao phân biệt nói tướng của nó? Đáp, trong Phật Pháp, cái không bất khả đắc, không chướng ngại gì đối với các pháp. Nhân cái không bất khả đắc ấy mà nói ra hết thảy Phật Pháp, 12 bộ kinh, ví như hư không, không có gì mà mọi vật đều nương đó trưởng thành. Lại nữa, nói 10 lực, 4 không sợ, không vì chấp thủ tướng trước tâm phân biệt, mà chỉ vì độ chúng sanh, biết chúng sanh nhỏ nhất duyên này mà được giải thoát. Ví như nói cỏ thuốc chỉ vì để trị lành bệnh, chứ không phải để tìm tướng cỏ thuốc. Như trong Trung Luận nói, nếu tin các pháp không, ấy thời thuận với lý. Nếu không tin pháp không, hết thảy đều trái mất. Nếu lấy vô là không, không có gì tạo tác, chưa làm đã có nghiệp, không làm có tác giả. Các pháp tướng như vậy, ai hay tư lường được? Chỉ có tâm thẳng sạch, nói ra không nương tựa, lìa hai kiến có không, tâm tự nhiên lộ diệt. Hỏi, trong Pháp Thanh Văn nói 10 lực 4 không sợ như vậy, còn trong Đại Thừa phân biệt 10 lực 4 không sợ thế nào? Đáp, trong 10 lực 4 không sợ ấy, biết hết, biết khắp ấy là trong Đại Thừa nói 10 lực 4 không sợ. Hỏi, trong Pháp Thanh Văn cũng nói biết hết, biết khắp, cớ sao nói trong Đại Thừa mới nói biết hết, biết khắp? Đáp, trong Pháp Thanh Văn các luận nghị sư nói Phật biết hết, biết khắp, chứ chẳng phải Phật tự nói. Này, trong Đại Thừa nói 10 lực 4 không sợ là Phật tự nói ta biết hết, biết khắp. Lại nữa, vì hàng Thanh Văn nói 10 lực 4 không sợ hợp cùng với Bốn Đế, 12 nhân duyên, các Pháp Thanh Văn đều vì để đạt đến Niết Bàn. Này, trong Đại Thừa nói 10 lực 4 không sợ vì hợp cùng với Đại Bi, các Pháp Thật Tướng bất sanh bất diệt mà nói. Hỏi, Phật có 10 lực 4 không sợ, Bồ Tát có chăng? Đáp, có. Thế nào? Một, phát tâm nhất thiết chí nên được lực cứng sâu bền chắc. Hai, đầy đủ tâm đại từ nên được lực không bỏ hết thảy chúng sanh. Ba, không cần đến lợi dưỡng cung kính cúng dường nên đầy đủ lực đại bi. Bốn, tin hết thảy Phật pháp, đầy đủ phát sanh hết thảy Phật pháp. Và tâm không biết nhằm đủ nên được lực đại tinh tấn. Năm, nhất tâm hành theo trí tuệ, không hoài oai nghi nên được lực thiền định. 6. Trừ nhị biên theo 12 nhân duyên hành, dứt tất cả tà kiến, diệt hết thảy ức tưởng phân biệt khí luận nên đầy đủ lực trí tuệ. 7. Vì thành tựu cho hết thảy chúng sanh nên thọ vô lượng sanh tử, nhóm các thiện căn không biết nhảm đủ, biết hết thảy thế gian như mộng nên được lực không chán sanh tử. 8. Quả thật tướng các pháp, biết không ta, không chúng sanh, tin hiểu các pháp, không ra không sanh nên được lực vô sanh pháp nhẫn. 9. Vào ba quán môn giải thoát không vô tướng vô tác, biết thấy thanh văn bích chi Phật giải thoát nên được lực giải thoát. 10. Đối tâm pháp được tự tại, biết tâm hành của chúng sanh đến đâu được nên được lực vô ngại trí, đó là 10 lực của Bồ Tát. Những gì là bốn việc không sợ của Bồ Tát? Một, nhớ hết điều đã nghe, được các Đà La Ni ghi nhớ không quên nên ở giữa chúng thuyết pháp mà không sợ. Hai, được giải thoát đối với hết thảy pháp, biết phân biệt dùng hết thảy pháp dược, biết căn cơ của hết thảy chúng sanh nên ở giữa chúng tùy theo căn cơ mà thuyết pháp không sợ. Ba, Bồ Tát thường xa lìa mọi sự sợ, không nghĩ rằng mười phương có ai đến vấn nạn ta không thể đáp, không thấy có tướng đó, cho nên ở giữa chúng thuyết pháp mà không sợ. Bốn, cho mọi người tự do đến nạn vấn, mỗi mỗi đều đáp hết, dứt trừ nghi hoặc, cho nên ở giữa chúng thuyết pháp mà không sợ. Đó là bốn không sợ của Bồ Tát. Bốn trí vô ngại, trí biết nghĩa vô ngại, trí biết pháp vô ngại, trí biết từ vô ngại, trí biết lạc thuyết vô ngại, trí biết nghĩa vô ngại. Dùng danh tự ngôn ngữ nói hết sự vật, mỗi mỗi các pháp tướng như đất tướng cứng, trong đó tướng cứng là nghĩa, danh tự đất là pháp. Dùng ngôn ngữ nói đất là từ, đối ba thứ trí ấy vui nói tự tại gọi là lạc thuyết. Thông đạt không ngăn ngại bốn việc ấy gọi là trí vô ngại. Nước tướng ướt, lửa tướng nóng, gió tướng động, tâm tướng suy nghĩ, năm uẩn tướng vô thường, năm thọ uẩn tướng vô thường, khổ không, hết thảy tướng vô ngã, phân biệt các pháp tướng chung tướng riêng cũng như vậy, ấy gọi là trí biết nghĩa vô ngại. Trí biết pháp vô ngại, biết tên gọi của nghĩa ấy, tướng cứng gọi là đất, phân biệt hết thảy danh tự như vậy không trệ ngại, ấy gọi là trí biết pháp vô ngại. Vì cớ sao? Vì lìa danh tự thì nghĩa không thể có được, biết nghĩa phải do nơi danh, vì vậy tiếp theo nghĩa là pháp. Hỏi,
Nghĩa với danh là hợp nhau ư, hay lìa nhau ư? Nếu nghĩa hợp một với danh, thời khi nói lửa phải bị cháy miệng. Nếu lìa thời khi gọi lửa, nước có thể đến đem, cũng không hợp, cũng không lìa. Người xưa tạm đặt tên để gọi các pháp, người sau nhân tên ấy mà biết việc ấy. Như vậy mỗi pháp đều có tên gọi, ấy là pháp. Tên gọi và nghĩa ấy làm sao khiến chúng sanh hiểu được? Vậy phải dùng ngôn từ phân biệt trang nghiêm mới khiến người ta hiểu được, thông suốt không trở ngại, ấy gọi là trí biết từ vô ngại. Nói có đạo lý, khai diễn vô tận, đối với các thiền định cũng được tự tại không trở ngại, ấy gọi là trí biết vui, nói vô ngại. Trí vô ngại 1 và 4 ở trong chín địa, trí vô ngại 2 và 3 ở trong dục giới và phạm thiên, trí vô ngại 2 và 3 thuộc về trí vô ngại 1 thuộc 10 trí, trí vô ngại 4 thuộc 9 trí. 10 trí xem chương 35. Vô ngại ấy có 3 bậc thượng trung hạ, thượng chư Phật, trung đại Bồ Tát, hạ đại A La Hán. Hỏi lực không sợ không ngại, đều là trí tuệ, bên trong có lực, bên ngoài không sợ là đủ rồi, sao lại còn nói không ngại? Đáp: lực và không sợ đã phân biệt. Có người tuy không sợ mà ở giữa đại chúng thuyết pháp vẫn có ngại, vì vậy nên nói bốn trí vô ngại. Được bốn trí vô ngại ấy trang nghiêm cho bốn không sợ, bốn không sợ trang nghiêm cho 10 lực. Lại nữa, nói không sợ và có người nghi rằng sao một người có thể ở giữa đại chúng được tính không sợ? Phật nói: vì trước có 10 lực, sau có bốn trí vô ngại, cho nên ở giữa đại chúng thuyết pháp mà không sợ. Như vậy là phân biệt bốn trí vô ngại. Hỏi: trong đại thừa có bốn trí vô ngại của Bồ Tát chăng? Đáp: có. Thế nào? Trí biết nghĩa vô ngại, nghĩa là thật tướng các pháp không thể nói được. Nghĩa, tên gọi, ngữ ngôn không riêng khác, trước sau giữa cũng như vậy, ấy gọi là nghĩa. Không thể lìa tên gọi ngữ ngôn mà riêng có nghĩa, ba sự ấy bằng nhau nên gọi là nghĩa. Lại nữa, biết rõ ràng hết thảy nghĩa của các pháp, thông đạt không trệ ngại, ấy gọi là trí biết nghĩa vô ngại. Trí biết pháp vô ngại, pháp là tên gọi của các nghĩa, vì nhờ tên gọi mà biết nghĩa. Lại nữa, Bồ Tát nhập vào trí, biết pháp vô ngại, thường tín pháp, không tin người, thường nương pháp, không nương phi pháp. Nương pháp là không gì chẳng phải pháp sự. Vì sao? Vì người ấy đối với hết thảy tên gọi và ngữ ngôn biết tự tướng vốn xa lìa. Lại nữa, lấy trí biết pháp vô ngại ấy để phân biệt ba thừa. Tuy phân biệt ba thừa mà không hoại pháp tánh, vì cớ sao? Vì pháp tánh là nhất tướng, đó là vô tướng. Bồ Tát dùng ngữ ngôn ấy thuyết pháp mà biết ngữ ngôn là không như tiếng vang. Thuyết pháp khai thị cho chúng sanh, khiến tin biết đồng pháp tánh. Tên gọi, ngữ ngôn được nói ra thông suốt không trở ngại, ấy gọi là biết pháp vô ngại. Trí biết từ vô ngại, dùng ngữ ngôn để nói nghĩa và tên gọi. Các thứ trang nghiêm ngữ ngôn tùy căn cơ thích hợp, dùng ngữ ngôn khiến cho hiểu rõ, đó là ngữ ngôn trời rồng dạ xoa, Càn Thát Bà Atu La, Ca Lầu La, Ma Hầu La Già, Phi Nhân. Ngữ ngôn thích đại hoàn nhân, phạm thiên, tứ thiên vương, thế chủ. Ngữ ngôn người, một lời, hai lời, nhiều lời, lược nói, rộng nói. Ngữ ngôn nữ, ngữ ngôn nam, ngữ ngôn quá khứ, vị lai, hiện tại. Các ngữ ngôn như vậy làm cho đều được hiểu rõ, tự nói, người khác nói, không có khen chê. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp không ở trong ngữ ngôn. Ngữ ngôn chẳng phải thật nghĩa, nếu ngữ ngôn thật nghĩa, thời không thể dùng ngữ ngôn thiện, nói điều bất thiện. Chỉ vì đưa vào niết bàn cho nên nói để cho hiểu, chớ chấp trước ngữ ngôn. Lại nữa, dùng ngữ ngôn để khiến chúng sanh thật hành theo pháp nghĩa, vì ngữ ngôn đều đưa vào trong thật tướng các pháp, ấy gọi là trí biết từ vô ngại. Trí biết vui nói vô ngại, Bồ Tát ở trong một chữ có thể hết thảy chữ, trong một lời có thể nói hết thảy lời, trong một pháp có thể nói hết thảy pháp. Trong ấy điều được nói ra đều là pháp, đều là thật, đều là chân, đều tùy theo người khả độ mà có được lợi ích. Nghĩa là người ưa phế kinh nói phế kinh cho họ, người ưa chủng tụng nói chủng tụng cho họ, người ưa ký biệt thọ ký nói ký biệt cho họ, người ưa phúng tụng cô khởi nói phúng tụng cho họ, người ưa tự thuyết nhân duyên thí dụ bổn sự bổn sanh phương quả vị tằng hữu luận nghị đều nói cho họ, tùy theo căn cơ của chúng sanh ưa tin mà vui nói tin căn cho người ưa tin, nói tinh tấn căn cho người ưa tinh tấn, nói niệm căn cho người ưa siêng niệm, nói định căn cho người ưa nhiếp tâm, nói tuệ căn cho người ưa trí tuệ, cũng như năm căn, nói các thiện căn khác cũng như vậy. Lại nữa, vì căn của người dâm dục có 2 vạn 1 ngàn,
Vì con ấy phải nói 84.000 các pháp đối trị, để các con ấy mà vui nói thứ lớp căn pháp đối trị. Bồ Tát vui nói, căn của người Xuân Duế có 21.000. Vì căn ấy Phật nói 84.000 căn pháp đối trị, thì các căn ấy vui nói thứ lớp pháp đối trị. Bồ Tát vui nói, căn của người ngu si có 21.000. Vì căn ấy Phật nói 84.000 căn pháp đối trị, thì các căn ấy vui nói thứ lớp pháp đối trị. Bồ Tát vui nói, căn của người đẳng phần tham sân si bằng phần nhau có 21.000. Vì căn ấy Phật nói 84.000 căn đối trị, thì các căn ấy vui nói thứ lớp pháp đối trị. Bồ Tát vui nói ấy gọi là trí vui nói vô ngại. Lại nữa, Bồ Tát dùng trí vô ngại ấy hoặc một kiếp hoặc nửa kiếp, mỗi mỗi trang nghiêm thuyết pháp cũng chẳng hoại các pháp tướng. Vị Bồ Tát ấy hoặc ẩn thân không hiện mà dùng các lỗ chân lông thuyết pháp cho chúng sanh theo chỗ thích ứng không sai bản hạnh. Bồ Tát ấy trí tuệ vô lượng, tất cả luận nghị sư không thể biết cùng tận, cũng không thể phá hoại. Bồ Tát ấy được trí vô ngại đó, khi chuyển thân thụ sanh, tự nhiên biết rõ các kinh sách chú thuật trí tuệ kỹ năng của hết thảy ngũ thông tiên nhân, đó là bốn vệ đà, sáu ương giả chú thuật, biết các kinh mặt trời mặt trăng năm sao, kinh đoán mộng đất động quỷ nói chim kêu, người câm thú bốn chân, người bị quỷ ám nói, quốc vương xem tướng được mùa mất mùa, tướng mặt trời mặt trăng năm sao đấu nhau, y dược trương toán bốc số ca múa kỹ nhạc, các kinh công xảo kỹ thuật như vậy đều biết hết, sáng suốt hơn mọi người và các ngoại đạo, không tự cao không não hại người khác, biết các việc thế tục ấy không phải vì niết bàn. Bồ Tát thành tựu bố trí vô ngại nên được sắc lực quang minh hơn các người phạm trí, được các phạm trí cung kính ái lạc tôn trọng, tâm không nhiễm trước. Vì được chư thiên như vậy tôn trọng cung kính cũng không nhiễm trước, chỉ sanh tâm nghĩ về vô thường khổ không vô ngã, cũng dùng thần thông làm phát khởi tâm chư thiên, khiến phát ngưỡng mà nói pháp cho họ, không tận không hoại, dứt trừ nghi hối, khiến an trú vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ấy gọi là trong Đại Thừa nói về bốn trí lực vô ngại của Bồ Tát, hay cứu độ chúng sanh, đó là nghĩa của bốn trí vô ngại. Hết cuốn 25 theo bản Hán.